Chiều nay, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương có chương trình làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Nghị quyết số 37 ngày 9 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 và chỉ thị số 23 ngày 9 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng chủ trì buổi làm việc. Thời gian qua, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và tích lũy được những kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 và Chỉ thị số 23. Trong đó, nổi bật là Ban Thường vụ Thành ủy đã sớm chỉ đạo về công tác tuyên truyền đối với các quyết sách của Trung ương, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, đổi mới hình thức tuyên truyền, đăng tải sản phẩm truyền thông với các hình thức dễ nhớ, dễ hiểu, xây dựng bộ tài liệu hỏi đáp, nghị quyết để phổ biến đến từng chi bộ, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua đó, cán bộ, đảng viên và người dân dễ dàng tiếp cận và hiểu hơn, tạo sự đồng thuận, đồng lòng trong toàn thành phố. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và việc triển khai nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đổi mới phương thức lãnh đạo hướng về cơ sở, chủ động xây dựng và tổ chức các cuộc điều tra xã hội học, nhằm tham khảo nắm bắt các thông tin quan trọng trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao các nội dung trao đổi thảo luận, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu, có đánh giá cụ thể về những nội dung mà đoàn khảo sát yêu cầu. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thông qua các mô hình hay, sáng tạo, công tác lý luận cũng như chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố không ngừng được nâng lên, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại hiện nay và đề xuất với đoàn khảo sát một số vấn đề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 và Chỉ thị số 23, đảm bảo hiệu quả trong tình hình mới. Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đánh giá cao những kết quả tích cực tại Đà Nẵng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết và chỉ thị của Trung ương, ghi nhận một số khó khăn vướng mắc hiện nay tại địa phương. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua thử thách để làm tốt công tác lý luận, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn. Đối với một số kiến nghị đề xuất của Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, xem xét và báo cáo Bộ Chính trị theo đúng quy định trong thời gian đến.